xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình trong video ngày hôm nay mình sẽ xem tình của bitcoin như thế nào trước khi bắt đầu video mình xin nhắc lại mình chia sẻ những uh, suy nghĩ và những trải nghiệm riêng của mình trên thị trường crypto và không được cho là lời khuyên đầu tư trong những video trước nhiều bạn comment là mình uh, nói hơi nhỏ chắc là do mà, mà một hai tuần vừa rồi mình bị ốm và bây giờ mình đã để micro gần hơn và mình sẽ nói to hơn một tí rồi ok, đầu tiên mình sẽ xem thì hình là Bitcoin 24 giờ qua là giảm 1.66% Nhưng mà đã, đã tăng trưởng rất là tốt so với hôm thứ sáu rồi các bạn Bây giờ đã trên vùng là 56.000 rồi Còn 24 giờ qua thì BNB giảm 1.36% ADA cũng giảm nhẹ Riêng Ether là, là, tăng lên một vùng cao mới các bạn Chúc mừng những bạn nào đầu tư Ether nhé Đó là tuyệt vời Dogecoin thì tăng quá mạnh luôn Bây giờ đã là 0.37 đô rồi Tăng 6.17% Chúc mừng những bạn nào mà đầu, đầu tư Dogecoin Rồi bây giờ mình qua xem uh, bị đồ của Bitcoin Đây là 04 giờ các bạn và đúng như những gì mình kỳ vọng là các bạn thấy là khi mà xem không 4 giờ là mình có mô hình là đầu và vai ngược các bạn nhé thì hôm thứ sáu sau khi có lệnh những lệnh mà option uh, hết hạn thì bitcoin đã bơm khá mạnh các bạn hôm thứ sáu này Đó. và thứ bảy cũng bơm nên đã được đã đụng được cái vùng kháng cự là 58 000 và điều chỉnh xuống lại Và đây là mình có một vùng hỗ trợ Là đường trung bình 21 Và mình chưa đụng đây mình mình đã lên lại rồi Thì Nói chung là thị trường đã bắt đầu hồi phục rồi Rất là tốt Rất là tốt các bạn Bây giờ qua không Một ngày Mình xem tình hình như thế nào Không một ngày để mình Phóng to Pino lên. Có một ngày thì sau hai ngày tăng trưởng mạnh này. Ngày hôm nay là chủ nhật mình bắt đầu điều chỉnh xuống một tí. Nhưng mà mình vẫn giữ giá trên cái đường trung bình là 50 các bạn nhé. Bây giờ mình đã lên được trên đường trung bình 50 rồi. Đây, đây là điều rất là tốt. Tại vì khi mà ở trên đường trung bình này là các bạn thấy là mình tăng trưởng mạnh rất mạnh này như cái đợt điều chỉnh gần trước này tăng rất là mạnh Đấy. thì mình sẽ lấy mô hình mình xem là đợt tăng trưởng này sau khi lên đường trung bình 50 ấy, thì mình sẽ tăng trưởng như thế nào mình sẽ copy cái mô hình này cho vào đây Đấy. thì mình xem là mình sẽ lên đến giá là bao nhiêu đây các bạn 70.000 nha Đấy, thì nếu Bitcoin đi theo bốn mô hình này ấy, Thì sẽ Khi mà gặp được cái vùng là 64.000 này Là là vùng khá, nó khá mạnh là mình sẽ đi chỉnh xuống lại Sau đấy là mới bắt đầu lên Thì mình nghĩ là tuần sau Khả năng mình sẽ lên được vùng này Và rơi xuống giá xuống lại để chỉnh xuống lại Và tuần sau nữa mới có thể phá đỉnh Phá cái đỉnh cũ này Và lên tiếp Đấy là nếu mà mọi thứ đi đúng như mô hình như mô hình ở quá khứ là mô hình này. Thì mình sẽ xem hai tuần tiếp theo như thế nào. Đấy. Có đấy là điều là nếu mà là Bitcoin theo chiều hướng tốt các bạn nhé. Tại vì rất là nhiều cá mập sẽ đợi ở đây để đẩy giá xuống lại. Nên Bitcoin phá cái này cũng rất là khó không gì đâu. Rồi bây giờ mình xem nên nếu mà hôm nay mình đóng nến trên cái vùng đường trung bình 50 ngày này rất là tốt các bạn nhé Đấy, là dấu hiệu rất là tốt là chuẩn bị là tuần sau tuần sau nữa là hầm hầm rất là mạnh bây giờ mình qua xem khung tuần thì như thế nào hôm nay là chủ nhật sẽ là ngày cuối cùng mình sẽ đóng nến và như các bạn thấy là sau hai tuần đôi giá liên tục tuần này mình có cái nến xanh rất là tốt này và tuần sau mình nghĩ là sẽ tiếp tục cái nến xanh tuần sau nữa sẽ một cây nến đỏ điều chỉnh và tuần sau nữa thì khả năng là sẽ phá đỉnh. Đấy. thì mình chờ đợi xem thì như nhưng mà các bạn vẫn luôn luôn cẩn thận là đây là đường trung bình 21 tuần trong năm 2017. Mỗi lần tăng lên là mình sẽ điều chỉnh xuống vùng này. Nhưng mà đợt này mình vẫn chưa thực sự là chạm cái cái đường này nên khả năng mà có thể gặp cái đường này trong tương lai là cũng cũng có các bạn nhé Mình nghĩ là khoảng 10%. Đấy, nhưng mà không cao nhưng mà mình vẫn không nên chủ quan. Bây giờ mình xem có tin tức gì hay không. Đây mình thấy tin tức này khá thú vị. Là Michael Strategy là up to 52% revenue. Tại vì bác uh, Michael Saylor này là liên tục mua Bitcoin. Có nghĩa là bác này đã lời 50% ở trong uh, quý 1 năm 2021. Bác này là liên tục mua các bạn. Trung bình giá liên tục có nghĩa là không có bán chỉ có mua vào thôi. Và nếu các bạn không biết bác uh, Michael Saylor là ai thì các bạn có thể vào trang này này. Đây là Bitcoin Treasury là những công ty public company đầu tư vào Bitcoin. Thì hiện giờ là trong danh sách này mình đã có Nếu các bạn đếm ấy, thì có hiện giờ là có khoảng 56 công ty các bạn. Và Metu là gần đây mới đầu tư này hay là Nexon này là cũng mới đầu tư này. Đấy. Rất là nhiều công ty mới công ty mới đầu tư năm năm ngoái là năm 2020 và năm nay là 2021 rất là nhiều công ty mới ví dụ như Voza Digital này là cũng mới đầu tư thôi ngày 31 tháng à không phải cái này nhầm à, Nexon Nexon là mới đầu tư này là vào tháng tư đây mới mới thông tin nên buổi mới rồi đấy công ty này là mới đầu tư tháng 3 này CT này và nhiều công ty cũng mới đầu tư vào năm này thôi Đấy. Mình xem là Tesla là đầu tư vào Không có ghi ngày trong này Ai riêng cái Tesla đã, là lời rất là nhiều rồi Đã nhân không Nhân 1.6% rồi 1.6 lần chứ Riêng công ty của bác Michael Strategy ấy Là nhân 2.3 lần rồi Rất là tốt coi nè coi bay cũng cũng mua này, square này. rồi bây giờ mình xem là tình hình là có thông tin gì tốt được không à khi các bạn sẽ, các bạn xem trong list này á, thì các bạn sẽ thấy là là có government đầu tư nữa này các bạn có nghĩa là nước ukraine là có government bắt đầu đầu tư thì uh khi mà các bạn vào cái link đấy thì các bạn có thể thấy là Ukraine là nước uh, đầu tư rất là mạnh về crypto. Và những uh, người làm trong uh, trong nhà nước ấy là đầu tư rất là mạnh crypto. Là trong một trong những nước đầu tư lớn nhất trên thế giới luôn. Thì trong cái list trong bài viết này các bạn thấy là Ukraine là là đứng số 1 luôn sau đấy là nước nga đứng vị trí thứ ba là venezuela việt nam mình đứng thứ 10 rất là tuyệt vời à, chứng tỏ là việt nam mình cũng rất là mở trong uh, thị trường crypto rất là tuyệt vời các bạn rồi thì uh, khi mà mình xem uh, trong này ấy, thì có một bài viết rất thú vị là uh, đây đây là nói về cái bài viết của uh, nước Ukraine thì uh, Ukraine là mà những những nhà mà làm trong uh, chính phủ ấy, là là on là 46.000 Bitcoin. Đấy. Thì mình xem là trong uh, trong bài viết này người ta nói gì. là người mà nắm giữ nhiều Bitcoin nhất đấy là cái bạn à, uh, à, Mitsu so Salo mà nắm giữ là 18.000 Bitcoin luôn với giá trị là trong theo bài viết này là 1 tỷ tỷ đô la này đấy, thứ hai là bạn à, uh, Petro bạn này là làm uh, thư ký các bạn ở Đại sứ quán Việt Nam này bạn này là có 6 hơn 6,5 nghìn Bitcoin nó thú vị và sau Bitcoin là người ta còn có đầu tư là Ether nữa Litecoin, Cardano, Stellar và Bitcoin Cash À, rất là thú vị và có một bạn uh, trẻ này các bạn bạn này uh, cũng là ở Ukraine và bạn là bây giờ đã mới 19 lúc với bài viết này ấy, là bạn có 19 tuổi thôi mà bạn đã trở thành uh, triệu phú rồi thì uh, bạn uh, chỉ đầu tư cái đồng này thôi Menero, Monero và bạn có là 185 đồng Menero. Với trị giá lúc đấy lúc bài viết này là 24 million. Thì mà mình xem là Menero là bây giờ giá bao nhiêu? Là giá là 412. Thì nhân với 180 185 mình nhân lại bây giờ giải được bao nhiêu nhé? 185 000 nhân với 412 là bạn có 76 million 76 million luôn, luôn các bạn Đấy, rất là nhiều tiền luôn mà mới có 19 tuổi bài viết là vào năm ngói thì năm nay là bạn mới có 20 tuổi Bây giờ mới đang đi học đại học các bạn Đấy Thì rất là, là Rất là thành công luôn Nên điều này chứng tỏ là Để kiếm nhiều tiền trong thị trường này ấy, Thì Đầu tư lâu dài các bạn Này như các bạn bắt đầu rồi Nghiên cứu vào năm 2014 này Là các bạn Bạn này bắt đầu uh, Nghiên cứu về thị trường crypto Nhưng mà bạn không đầu tư bitcoin mà bạn Thích cái đồng này Monero và bắt đầu là năm 2015 là bạn bắt đầu mua đồng Monero. Và và bạn nắm giữ đến bây giờ luôn các bạn. và wow. Và bây giờ là bạn đang đi học. Mình đang đi học thôi. đây bạn đã học ở London University. Học ở Royal Hollywood University. Đấy, mới mới là sinh viên mà đã, đã kiếm rất là nhiều tiền rồi Nên rất là tuyệt vời Thì uh, Tiếp theo là mình sẽ xem là Tình hình uh, Khi các bạn thấy những công ty mới Những công ty như là Tesla này Đầu tư vào uh, Crypto ấy sẽ ảnh hưởng rất là tốt đến thị trường Crypto thì vì sao? Tại vì Khi mà Tesla Cuối năm 2020 đây các bạn vào trong top file uh, và sp file thì những cái công ty ở trong top 10 này sẽ nhìn tesla tại vì tesla lợi nhuận rất là tốt tại vì đây là năm 2020 này vào tháng 12 là tổng vốn hóa của tesla chỉ có 616 tỷ đô và bây giờ mình so sánh với uh, trong cái list này sau khi đầu đầu tư vào bitcoin Bây giờ tổng vốn hóa market cap của Tesla đã lên là 757 tỷ đô rồi. Đấy, tăng trưởng rất là tốt các bạn. 100 hơn 100 tỷ đô luôn. Thì những công ty mà nắm giữ tiền mặt nhiều ấy trong top này ấy, sẽ nhìn Tesla và mình nghĩ là trong tương lai sẽ FOMO theo. Ví dụ như Apple này có một lượng tiền mặt cực kỳ mà nhiều luôn. Microsoft cũng như vậy, Amazon Apple hay Facebook cũng như thế Thì các bạn xem là Ví dụ mình xem là Mình sẽ vào Mình sẽ tìm là Những công ty Apple sẽ Google, Microsoft hay Amazon Là có bao nhiêu tiền mặt nha Thì các bạn tìm là SP 500 Company With the net, Netcast Thì Apple là hiện giờ đang nắm giữ là 195 tỷ đô Tiền mặt đấy các bạn Google là có 157 tỷ đô Microsoft là 135 tỷ Amazon là 90 tỷ Thì mình đã cho vào file Excel Đây các bạn Đây là tiền mặt nhé Và công ty thứ năm là Facebook là Cũng có 68 tỷ Thì những công ty này Khi mà nắm giữ tiền mặt sẽ bị lạm phát các bạn Tại vì hàng năm lạm phát sẽ Cái tiền mặt này sẽ bị mất đi Mình lấy ví dụ như là mình sẽ tìm là tỷ lệ lạm phát hàng năm của bên Mỹ là bao nhiêu nhé thì inflation calculator này thì các bạn là thấy là rất là nhiều nhà người này search uh, inflation có là nhiều người đang lo lắng là cái tỷ lệ lạm phát sẽ tăng cao đấy thì mình sẽ vào đây mình xem tỷ là tỷ lệ như thế nào đấy thì ví dụ như là lạm phát có nghĩa là một người ta so sánh là một đô từ năm 1900 năm 1800 này bây giờ giá trị rất là thấp này năm 2021 này giảm kinh khủng luôn Đấy. và mình sẽ bấm vào đây xem thử phần trăm lạm phát là bao nhiêu nhé xem năm 2021 là năm năm nay là bao nhiêu tại hiện giờ là mọi người tính là là 2 chấm 34% phần trăm. Thì mình sẽ cho vào file Excel Đây mình cho sẵn rồi các bạn Đây là làm phát nhé Mình nhân 0.2.34% ấy với số tiền mặt thì hàng năm Apple sẽ mất đi 4,5 tỷ đô Google thì mất 6 tỷ đô anh à, nhầm có gì, có gì là sai, sai. Để mình sửa lại thử Google là mất 3 tỷ đô này Microsoft được cũng gần đấy 3 tỷ đô Amazon mắc 2 tỷ đô và Facebook là mắc 1,6 tỷ đô. Thì những công ty này khi mà thấy Tesla đầu tư vào Bitcoin và có lợi nhuận mạnh như vậy. Tại vì Tesla mới đầu tư vào vào từ tháng 2 thôi các bạn. Mà đến bây giờ đã đã lời gần 1 tỷ đô rồi. Đây nè, đây là tổng value trừ đi uh, cái tiền mình đầu tư là gần 1 tỷ đô rồi. Mà chỉ có 3 tháng thôi. Trong khi mà nắm giữ tiền mặt là một hàng năm mình sẽ lỗ vài tỷ đô. Đấy. Thì những công ty này kiểu gì mình nghĩ sẽ là trong năm nay. Một trong năm công ty này sẽ phải đầu tư về Bitcoin. Tại vì Apple bây giờ đã chấp nhận là dùng Apple Pay để có thể mua bán crypto. Google thì chưa có động thái gì. Microsoft cũng như vậy. Nhưng mà Amazon và Facebook mình nghĩ cũng sẽ có động thái sớm. Tại vì có một lượng người dùng rất là lớn sử dụng mạng lưới Amazon và Facebook cũng như thế. Đấy. thì uh, khi mà những công ty nào đầu tư vào crypto thì mình nghĩ là giá của Bitcoin đẩy lên trên 100.000 là, là tuyệt vời luôn. Đấy. thì khi mà mình tính là ví dụ như là Apple chẳng hạn, chi 5% tổng số tiền mặt đi là khoảng 9 tỷ đô. Mình lấy 5% mình nhân với số số lượng tiền tiền mặt thì mình sẽ được là khoảng 9 tỷ đô. Và 9 tỷ đô là đầu tư vào Bitcoin ấy, giống như Tesla là bây giờ đã có 15 tỷ rồi. Đấy. Google thì sẽ có 12 tỷ, Microsoft thì sẽ có 10 tỷ, Amazon thì có 7 tỷ, Facebook là sẽ có 5 tỷ. Đấy. Rất là nhiều. Tuy vì những công ty này là vốn hóa lớn hơn Tesla rất là nhiều. Và mình nghĩ là bác um, Jeff Bezos, Jeff Bezos sẽ cạnh tranh với uh, bác Elon Musk. Tại vì các bạn thấy là bây giờ là lúc trước là bác uh, Elon Musk lên số 1 nhưng bây giờ đã bị súng tại vì giá của Tesla Tesla xe bị rơi giá. Nhưng mà lúc trước khi mà giá Tesla xe lên đỉnh ấy thì bác Elon Musk đã vượt qua bác uh, Jeff Bezos. À, nhưng mà khi mà Bitcoin lên lại thì mình nghĩ là cổ phiếu Tesla cũng sẽ tăng rất là mạnh. Và bác Elon Musk sẽ lên lại vị trí số 1. Đấy, lúc đấy là bác jp bây giờ, bây giờ sẽ, sẽ phải nghiên cứu lại để đầu tư vào thị trường crypto rồi để mình xem còn uh, tin tức gì phấn khởi không Rồi, ok. Thì uh, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy mình chia sẻ hợp lý thì cho mình xin một like để mình có động lực làm video. Xin chào tạm biệt các bạn. Và uh, bây giờ mình sẽ chia video ra từng phần các bạn nhé. Video đầu tiên là nói về Bitcoin và mình sẽ tiếp tục làm những video khác. Xin chào tạm biệt các bạn.